Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay, chương trình cùng bạn đọc sách xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi phần tiếp theo của cuốn sách Sức mạnh của cái đúng của tác giả Nguyễn Trần Bạt. Tính độc lập đặc trưng cơ bản của trí thức. Viết theo đề nghị của Hội đồng Lý luận Trung ương trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu về vấn đề xây dựng đội ngũ trí thức tháng 3 năm 2009. Trong sự hình thành và phát triển của bất kỳ quốc gia nào, trí thức đều đóng một vai trò hết sức quan trọng. Ý thức được tầm quan trọng này, các nhà chính trị bằng rất nhiều cách thức luôn thể hiện sự quan tâm đến đội ngũ trí thức, đưa ra những chính sách để tập hợp đội ngũ trí thức, đó là những dấu hiệu tốt. Tuy nhiên, phương pháp hay động cơ của việc này cần phải được xem xét và cân nhắc một cách rất cẩn thận. Vấn đề là các nhà chính trị muốn gì ở trí thức? Họ muốn có một đội ngũ trí thức của mình, phục vụ cho mình, hay một đội ngũ trí thức để lý giải những hiện tượng chính trị, xã hội, nhằm giúp nhà cầm quyền hoạch định những chính sách tốt với các mục tiêu khác nhau, sẽ có những cách thức khác nhau tương ứng để hình thành đội ngũ trí thức. 1. Nhận diện trí thức bằng tính độc lập. Trên thế giới, nhiều tập đoàn cầm quyền đã từng làm việc này. Họ xây dựng nền văn hóa để kiểm soát xã hội về mặt thái độ chính trị, xây dựng đội ngũ quần chúng để làm chỗ dựa, làm lực lượng chính trị, xây dựng đội ngũ trí thức, làm trí khôn chính trị, tức là những người cầm quyền luôn muốn biến xã hội trở thành lực lượng, công cụ của mình mà quên mất. Làm như vậy sẽ khiến cho xã hội không còn tự do nữa. Để thực hiện việc xây dựng đội ngũ trí thức, thì vấn đề đầu tiên đặt ra là phải xây dựng tiêu chuẩn để nhận diện trí thức. Nhưng đặt ra vấn đề xây dựng tiêu chuẩn để nhận diện trí thức rất dễ sa vào chủ quan. Bởi vì các tiêu chuẩn không hình thành bởi sự hình dung của một tập đoàn cầm quyền hay của một nhóm lợi ích nào đó mà do xã hội hình thành và xác nhận. Nếu chúng ta vẫn tiếp tục cổ vũ cho những cách thức chủ quan như vậy, thì tức là cổ vũ cho một bộ phận những trí thức nhạy cảm và đủ năng lực để biến hình, biến màu, trở thành kẻ cơ hội sớm nhất và giỏi nhất. Những người cầm quyền nếu không đủ tinh khôn, không đủ kinh nghiệm, sẽ rất dễ nhầm lẫn những kẻ cơ hội đội lốt trí thức với trí thức chân chính. Vậy thì nhận diện để làm gì? Có những lúc, chúng ta nói rằng trí thức đã bắt đầu trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp thông qua lý thuyết về kinh tế tri thức là lập tức có những sự biến hình rất vĩ đại xảy ra trên quy mô xã hội. Đó là sự xuất hiện của hàng chục nghìn tiến sĩ, giáo sư kém chất lượng. Chúng ta càng xây dựng hệ tiêu chuẩn và càng công bố tuyên truyền về nó, thì xã hội càng lệch lạc, phiến diện khi chạy theo các tiêu chuẩn. Nếu làm như vậy, thì xã hội sẽ không những không có thêm trí thức, mà những trí thức sẵn có cũng sẽ trở nên biến dạng. Đấy là một nguy cơ. Như đã phân tích, xã hội với tất cả sự náo nhiệt của nó đã tự hình thành hệ tiêu chuẩn của trí thức, và nhiệm vụ của các nhà chính trị là phải nhận diện được những trí thức chân chính. Việc này thực ra không khó lắm. Trí thức chân chính luôn luôn độc lập một cách tự nhiên đối với nhà cầm quyền. Cho nên, thay vì xây dựng các tiêu chuẩn nhận diện, thì chúng ta cần nhận diện trí thức bằng đặc trưng cơ bản của họ là tính độc lập. Những ai không có năng lực độc lập thì dường như rất khó trở thành trí thức. Những ai không có phản ứng về sự vô lý, về sự thiếu nhân đạo, về sự thiếu hiểu biết, thì kẻ đó dứt khoát không phải là trí thức. Trí thức là người có năng lực phản ứng một cách tự nhiên trước những sự vô lý xuất hiện trong xã hội. Cho nên, tiêu chuẩn để phát hiện một cách chính xác và nhanh nhất người trí thức chính là tính độc lập. Cho nên, tiêu chuẩn để phát hiện một cách chính xác và nhanh nhất người trí thức chính là tính độc lập và tiêu chuẩn để phân biệt sự khác nhau giữa các cá thể trí thức, giữa các nhóm trí thức là mức độ độc lập của nó. Trạng thái độc lập cực đoan dễ dẫn đến đối kháng. Trạng thái độc lập khôn ngoan, phải chăng và tích cực là trạng thái không đối kháng. Trong xã hội luôn luôn diễn ra rất nhiều mối tương tác. Xã hội tương tác với nhau giữa các khuynh hướng để tạo ra sự đa dạng. Xã hội tương tác với nhà cầm quyền để chống lại sự trì trệ, sự bảo thủ của nhà cầm quyền, chống lại sự suy thoái hay sự lộng hành của một khuynh hướng. Xã hội chống lại sự thâm nhập của những yếu tố bên ngoài không phù hợp với toàn bộ truyền thống văn hóa,
xã hội chống lại, sự ngủ quên trong những thành tựu của quá khứ để phấn đấu cho tương lai. Và trí thức chính là những người dẫn hướng cho xã hội trong toàn bộ các quá trình này. Như vậy, có 4 điểm cơ bản cấu thành tính độc lập của trí thức. Thứ nhất, trí thức độc lập với nhau để hình thành một trong những sinh hoạt phổ biến tạo ra sự sáng tạo và lựa chọn, đó là tranh luận. Đối với đội ngũ trí thức, sự tranh luận với nhau sẽ tạo ra một động lực thức tỉnh, tính chừng mực, tính cụ thể, tính hợp lý trong hoạt động của họ và nó tạo ra tính sáng suốt của chính họ. Nếu các nhóm trí thức không tranh luận với nhau, chỉ nói tiếng nói giống nhau, thì sự hội tụ của đội ngũ trí thức chỉ là một vũ hội của những người giống nhau và chỉ có tác dụng làm nghèo nàn đời sống trí tuệ. Cho nên, trong đội ngũ trí thức phải có nhiều tiếng nói, nhưng là tiếng nói của người trí thức tự giác về sự phải chăng, về sự thích hợp chính trị, chứ không phải để phụ họa chính trị hay để chê bai, khích bác lẫn nhau. Thứ hai, trí thức độc lập với nhà cầm quyền để tạo ra một sinh hoạt rất phổ biến, đó là sinh hoạt phản biện. Đã là trí thức thì phải giống như cái đồng hồ báo thức đối lập với người thích ngủ trưa, hay giống như sự khắt khe của bà vợ đối lập với tính trăng hoa của ông chồng. Đấy là tôi muốn nói đến thái độ và ý thức, trách nhiệm xã hội của họ. Trí thức phải độc lập và luôn luôn sẵn sàng có tâm lý đối lập, phải là những người phát hiện một cách kiên nhẫn, thường xuyên và tích cực tất cả các nhược điểm của đời sống chính trị của một quốc gia, đặc biệt là nhược điểm chính trị của bộ máy nhà nước. Cho nên, tiêu chuẩn để phát hiện một cách chính xác và nhanh nhất người trí thức chính là tính độc lập và các phản ứng của họ đối với nhà cầm quyền. Trí thức là người cầm quyền về phương diện lẽ phải, và lẽ phải nào được khẳng định là phổ biến thì người sở hữu lẽ phải ấy trở thành người cầm quyền lẽ phải phù hợp với thời đại. Những trí thức đang cầm quyền, những lẽ phải phù hợp với thời đại trở thành trí thức của nhà cầm quyền và hợp tác với nhà cầm quyền. Nhưng trí thức của nhà cầm quyền cũng phải bình đẳng với các nhóm trí thức khác để tạo ra sự tranh luận xã hội bình đẳng. Và chính sự tranh luận xã hội bình đẳng giữa các nhóm trí thức khác nhau tạo ra sự thay thế một cách dân chủ những khuynh hướng đã hết nghĩa vụ hay đã trở nên lạc hậu so với yêu cầu phát triển. Thứ ba, trí thức phải dám đối lập với những yếu tố văn hóa xâm nhập từ bên ngoài để tạo ra năng lực chọn lọc của xã hội. Chúng ta biết rằng con người bao giờ cũng tiếp nhận các đặc trưng văn hóa xâm nhập từ bên ngoài vừa với khả năng chịu đựng của mình. Khi sử dụng, thấy chúng hợp lý thì người ta thừa nhận và lưu giữ. Còn nếu thấy bất hợp lý thì người ta sẽ thải loại. Thông thường, những yếu tố văn hóa ngoại lai bao giờ cũng được uốn nắn lại thông qua học vấn. Trí thức là tầng lớp được đào tạo đầy đủ, cho nên họ là những người có khả năng tiếp nhận các yếu tố văn hóa ngoại lai một cách lành mạnh và hợp lý. Còn tầng lớp không được đào tạo đầy đủ thì tiếp nhận một cách hình thức và nó tạo ra một sự lai tạo thiếu chuyên nghiệp. Vì thế, trí thức phải nhạy cảm trong việc tiếp nhận những mặt tích cực của các nền văn hóa, biến các đặc trưng văn hóa thích hợp từ bên ngoài thành các thành tố có chất lượng của mình và hướng dẫn xã hội biết chọn lọc những giá trị ấy. Mặt khác, trong khi xã hội chưa biết cách từ chối ngay mặt tiêu cực có trong các đặc trưng văn hóa xâm nhập vào đất nước, thì trí thức phải là người tiên phong trong việc từ chối và thức tỉnh xã hội về sự tiêu cực hoặc không thích hợp của chúng. Dựa trên sự chọn lọc, sự uốn nắn của trí thức về các yếu tố văn hóa ngoại lai, xã hội có được những gợi ý, hướng dẫn để cấu trúc lại các đặc trưng văn hóa đến từ bên ngoài cho phù hợp với đời sống tinh thần của mình. Thứ tư, trí thức phải độc lập đối diện với quá khứ để tạo ra động lực của sự phát triển và năng lực phỏng đoán tương lai. Nếu không có sự phê phán đối với quá khứ thì không lựa chọn được cái mới để bổ sung, hoàn thiện và kéo dài lịch sử. Đội ngũ trí thức là bộ phận dẫn hướng của xã hội nên họ luôn phải tránh rơi vào tình trạng ngưỡng mộ các thành tích quá khứ để bắt kịp đời sống phát triển. Họ phải quan tâm đến vốn hiểu biết, đến nguyện vọng của nhân dân, quan tâm đến những đòi hỏi của cuộc sống hàng ngày để sản phẩm của họ không quẩn quanh với quá khứ, không trở nên lỗi thời. Nếu giới trí thức lệ thuộc vào những giá trị truyền thống, lỗi thời
thì họ sẽ trở nên không năng động. Trí thức không năng động thì không hướng dẫn nhân dân một cách tích cực được. Như vậy, độc lập là một cấu thành tinh thần hoàn chỉnh và triệt để của trí thức. Nó là cơ sở tạo nên chất lượng khoa học của trí thức, là công nghệ xác lập lẽ phải của đời sống xã hội. Tất cả những yếu tố ấy phải được giới trí thức khái quát và rèn luyện thành những yếu tố chuyên nghiệp, để cuối cùng, trí thức trở thành người phát ngôn cho những khuynh hướng khác nhau của xã hội, cho những vấn đề liên hệ trực tiếp đến sinh mệnh của một quốc gia và sự phát triển của quốc gia ấy. Tôi vẫn luôn cho rằng, trí thức là những người chịu trách nhiệm lớn nhất đối với sự phát triển, đối với vận mệnh của dân tộc, của nhân loại. Trí thức không được nghĩ, không được nói một cách vô trách nhiệm đối với những vấn đề liên quan đến thân phận con người hay những vấn đề sống còn của xã hội. Trí thức phải nói ra một cách đúng mực và dũng cảm về những vấn đề quan trọng ấy. Tóm lại, trí thức phải là người đại diện của nhân dân, người hướng dẫn khoa học quá trình phản biện xã hội. Trí thức sẽ thực hiện tốt vai trò này khi những góp ý của họ được lắng nghe và khi tính đa dạng trong giới trí thức có được mảnh đất nảy nở và phát triển. 2. Xây dựng đội ngũ nhận diện trí thức. Như vậy, năng lực độc lập chính là tiêu chuẩn cơ bản để nhận diện trí thức. Nhưng nếu nhà chính trị không đủ phẩm chất chính trị, không có sự hấp dẫn chính trị, thì cho dù có phát hiện ra tiêu chuẩn nhận diện cũng không có cách gì để tập hợp được trí thức. Cho nên, vấn đề đặt ra là trước khi tìm tiêu chuẩn để nhận diện trí thức, thì chúng ta phải có một đội ngũ nhận diện đủ tiên tiến về mặt chính trị để sử dụng được các hệ thống nhận diện xã hội. Nếu không xây dựng được đội ngũ nhận diện trí thức thì việc tìm kiếm tiêu chuẩn nhận diện trí thức là vô nghĩa. Cho nên, tôi cho rằng cần phải phân tích và đánh giá lại những tiêu chuẩn mà các nhà chính trị, những người lãnh đạo đất nước, những người có trách nhiệm cao nhất phải tuân theo để họ giữ được địa vị, mà ở đó họ có thể sử dụng các hệ tiêu chuẩn để nhận diện các lực lượng khác nhau trong đời sống xã hội. Không có một hành vi cụ thể nho nhỏ nào của các nhà chính trị mà không bị quan sát bởi xã hội và cộng đồng quốc tế. Cho nên, các nhà chính trị không thể điềm nhiên hành động và phát ngôn thiếu thận trọng được. Họ cần phải rèn luyện mình, không phải vì bản thân họ, cũng không phải vì sự sinh tồn của tổ chức đảng của họ, mà vì sự yên ổn của đất nước. Một số nhà chính trị vẫn đang cố gắng thể hiện phong cách lãnh tụ mà quên mất trước phong cách là phẩm hạnh và trí tuệ. Trước phẩm hạnh và trí tuệ là tình yêu đối với con người. Nhiều nhà chính trị đang đóng vai của những người có quyền, chứ không phải hành động với tư cách là một người có sự cảm thông, có trí tuệ, có sự hấp dẫn. Trong bài Hồ Chí Minh, cuộc đời như một thông điệp, tôi đã phân tích rằng cuộc đời của một nhà chính trị là một thông điệp. Người ta nhìn hành động của anh để đọc thông điệp chính trị của anh. Người ta đọc nhưng không thấy gì thì làm thế nào để có cảm hứng? Không có cảm hứng thì không có trí thức. Nếu trí thức có cảm hứng thì họ cũng không đến với anh, vì anh không tạo tiếp được cảm hứng cho họ. Cuộc đời là một thông điệp. Anh thể hiện sai một chút là anh mất từng chục phần trăm cảm tình của xã hội, tùy thuộc vào kích thước chính trị của mỗi hành vi. Và nếu anh tiến hành 10 hành vi sai về chính trị, thì chỉ trong một tháng là anh mất hết công lực chính trị. Đấy là sự thật. Quan sát cuộc sống hàng ngày, chúng ta có thể thấy mỗi một hành động của nhà chính trị ảnh hưởng đến cảm tình của xã hội đối với anh như thế nào. Chỉ một động thái con như cấm bán hàng rong là mất 40% thiện cảm của xã hội. Sự sáng suốt của nhà chính trị là ở chỗ anh giữ được năng lực quan sát và động lực cảm thông đối với xã hội, đối với con người. Một nhà chính trị mà không quan tâm, không đau khổ trước sự đau khổ của người dân thì không có cách gì để tập hợp được trí thức cả. Trí thức không phải là loại người trình bày với anh về họ trước khi anh trình bày với họ về anh. Chừng nào chúng ta không chặt chẽ trong việc xây dựng đội ngũ các nhà chính trị thì không thể hy vọng trí thức đến. Chỉ có những kẻ cơ hội đến mà thôi. Kẻ cơ hội ấy có thể đến với rất nhiều hình thức. Họ có thể xếp hàng sau những người cầm quyền, biến những người cầm quyền thành cái xe tăng trước mặt che chắn cho những quyền lợi của mình. Đội ngũ ấy nhiều lắm. Hoặc họ nghĩ rằng những người cầm quyền đang tuột dốc về giá trị chính trị và xã hội thì họ sẽ đóng vai đối lập để quảng cáo cho mình
đó là những kẻ đủ trí khôn để lợi dụng cả những ưu điểm và nhược điểm của những người cầm quyền. Đó dứt khoát không phải là trí thức. Trong hoàn cảnh như vậy, thì những trí thức thật sẽ không đến gần những người cầm quyền nữa. Thậm chí, họ còn giấu mình để anh không nhận ra họ. Cuộc sống thay đổi, cuộc sống diễn biến hàng ngày, cho nên mọi hệ thống tiêu chuẩn để phân loại hoặc nhận diện các lực lượng xã hội đều là tiêu chuẩn động. Để sử dụng hệ thống tiêu chuẩn ấy, các nhà chính trị còn phải có thái độ rất năng động để theo kịp sự thay đổi của nó. Vậy để theo kịp sự thay đổi của hệ thống tiêu chuẩn ấy, thì xã hội cần gì ở các nhà chính trị? Xã hội cần các nhà chính trị năng động, biết tiệm cận một cách kiên nhẫn và hợp lý đến những lẽ phải, phổ biến. Đó là những tiêu chuẩn đối với tất cả các nhà chính trị trong thời đại của chúng ta, là tiêu chuẩn vỡ lòng, là vé vào cửa của đời sống chính trị văn minh của thời đại chúng ta. 3. Quan hệ giữa nhà cầm quyền, trí thức và nhân dân. Trong một xã hội, trí thức bao giờ cũng là những người có năng lực nhận thức nhanh hơn, nhạy hơn, sớm hơn và đúng hơn. Vì thế giá trị xã hội của trí thức là họ đóng vai trò người sở hữu các lẽ phải trong đời sống xã hội. Người trí thức mà không nhạy cảm, không có phản ứng tức thì đối với các hiện tượng mang chất lượng phản lẽ phải thì không giúp ích gì được cho xã hội. Dấu hiệu quan trọng nhất của người trí thức là chỉ làm những việc mà anh nhìn thấy ý nghĩa xã hội của nó. Còn nếu làm những công việc mà không tìm thấy được ý nghĩa xã hội của nó, thì đó là dấu hiệu chứng minh anh không phải là trí thức. Trong một dân tộc mà nhân dân chưa đạt đến trình độ nhận thức cao, thì yếu tố quyết định trình độ phát triển của dân tộc ấy nằm ở bộ phận tiên tiến nhất là giới trí thức. Giới trí thức phải là bộ não, là bộ phận tiên phong của nhân dân, phải nhận thức hộ nhân dân, thậm chí còn mách bảo nhân dân. Trí thức phải thuộc về nhân dân, đứng về phía nhân dân, phải đi cùng nhân dân để tìm kiếm trong nhân dân mầm mống của các khuynh hướng phát triển. Sự có ích của giới trí thức là một trong những yếu tố quan trọng góp phần khai thác một cách hiệu quả toàn bộ nguồn lực của xã hội. Nếu không đi cùng nhân dân, không sống cùng nhân dân, không trở thành bộ phận tiên tiến của nhân dân, thì giới trí thức không bao giờ đóng vai trò tích cực đối với sự phát triển xã hội. Tuy nhiên, không phải lúc nào giới trí thức cũng đi cùng nhân dân. Giới trí thức là một trong những lực lượng mà bất kỳ nhà cầm quyền nào cũng phải tranh thủ, cho nên thường dễ bị nhà cầm quyền yếu kém lợi dụng, biến thành lực lượng của họ. Vì nhà cầm quyền có điều kiện tạo cho giới trí thức chỗ đứng trong xã hội và rất nhiều quyền lợi. Trong những trường hợp như vậy, giới trí thức bị cơ hội hóa, bị chính trị hóa và không còn đi cùng với nhân dân nữa. Kết quả là vẫn có một đội ngũ trí thức, nhưng đấy là đội ngũ trí thức chỉ biết phụ họa, biết mô tả một cách dễ thương những ý nguyện muốn phục vụ nhà cầm quyền, chứ không có đội ngũ trí thức của xã hội. Đấy là sai lầm của một số nhà cầm quyền. Trí thức là người nghĩ ra cái đúng, cái hợp lý và tìm cách hòa bình nhất để phổ biến sự hợp lý của mình, đóng góp vào cái kho sự hợp lý của đời sống. Giới trí thức phải nghĩ một cách vô tư, nếu không sẽ không có đội ngũ những người thiết kế ra những giải pháp phát triển. Và như vậy thì nhà chính trị lấy đâu ra giải pháp? Làm giàu cái kho trí tuệ của dân tộc là nhiệm vụ của giới trí thức. Còn lựa chọn cái gì trong đó để đưa ra dùng thì đấy là nhiệm vụ của giới chính trị. Nếu giới chính trị can thiệp một cách thô bạo vào giới trí thức thì sẽ làm cụt hứng giới trí thức. Khi đó trong kho sẽ không có gì ngoài những sản phẩm phụ họa chính trị. Cho nên vấn đề đặt ra là nhà chính trị phải làm như thế nào để không áp đặt đối với giới trí thức, để cái kho trí tuệ, kho các giải pháp cho các vấn đề chính trị luôn phong phú. Vậy trí thức và nhà cầm quyền đứng ở đâu thì có ích nhất trong toàn bộ tiến trình phát triển của một quốc gia? Trong một xã hội dân chủ, lực lượng đối lập chính là công cụ điều chỉnh, công cụ để cân bằng chính trị. Nếu không có công cụ điều chỉnh này thì nhà nước không thể sáng suốt, không thích ứng được với mọi biến động của đời sống. Do vậy, vấn đề đặt ra từ phía những người cầm quyền không phải là xây dựng đội ngũ trí thức, mà là phải thừa nhận trí thức như một công cụ điều chỉnh sự cân bằng của đời sống chính trị xã hội. Khi đã thừa nhận như thế, thì nhà cầm quyền buộc phải rèn luyện mình trở thành người có năng lực đối thoại. Để đối thoại được, thì họ phải biết lắng nghe và có một quy trình nghe hiệu quả. Nghe được và nghe có kết quả
là ba cấp độ khác nhau của quy trình nghe. Họ phải tập nghe những tiếng nói mình không thích, nghe sự thật để phát hiện, để đi tìm những đột biến tạo ra sự phát triển của xã hội. Trong những điều kiện hiện nay, chúng ta chưa thể nói một cách trọn vẹn về vai trò tích cực của trí thức, nhưng tầng lớp trí thức bao giờ cũng là một ngân hàng gen để khi có điều kiện thuận lợi, nó sẽ phát triển thành một đội ngũ hùng mạnh. Cho nên, chúng ta phải biết kính trọng những gen trí thức ẩn nấp ở những chỗ sâu kín trong đời sống tinh thần của xã hội. Cần xây dựng một không gian tự do thích hợp để phát triển tính đa dạng của trí thức và xây dựng một cơ chế mà nhà cầm quyền biết sử dụng trí thức như một công cụ điều chỉnh. Đấy là điều kiện quan trọng để đội ngũ trí thức hình thành và phát triển một cách có ích nhất. Sức mạnh của cái đúng. Đối thoại với Diệp Lâm, sinh viên Đại học Stanford, ngày 9 tháng 9, 2016. Diệp Lâm: Cháu là sinh viên, đang học tại Đại học Stanford, Hoa Kỳ. Hiện nay cháu đang thực tập tại một công ty ở Trung Quốc. Qua lời giới thiệu của giáo sư Frank Hawker ở trường cháu, cháu muốn gặp gỡ và trò chuyện với chú. Cháu đọc trên mạng và được biết chú đã 70 tuổi, tức là chú sinh ra khi đang còn chiến tranh. Nguyễn Trần Bạt: Chú sinh năm 1946, đó là lúc mới bắt đầu cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất. Đấy là cuộc chiến tranh giữa người Việt và người Pháp. Kết thúc là trận Điện Biên Phủ. Cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ hai là cuộc chiến tranh giữa người Việt và người Mỹ, diễn ra từ năm 1965 đến 30 tháng 4 năm 1975. Chú trực tiếp tham gia cuộc chiến tranh ấy. Chú đi bộ đội từ năm 1963, lúc người Mỹ chuẩn bị ném bom ở miền Bắc Việt Nam. Sau đó lại tiếp tục có mặt tại miền Nam Việt Nam từ năm 1972. Thời ấy người Việt ít học, chỉ một số người được ưu tiên đi học, còn lại thì phải tham gia vào cuộc chiến tranh. Chiến tranh kéo dài đến mức việc tham gia vào chiến tranh gần như trở thành một nghề để sống. Diệp Lâm: Ban đầu cháu không định nghiên cứu Trung Quốc, nhưng nó giống như một cái duyên. Nguyễn Trần Bạt: Khi nghiên cứu khoa học nhân văn, khoa học xã hội, thì nguồn gốc văn hóa vô cùng quan trọng. Có những vấn đề nếu người phương Tây tìm hiểu về Việt Nam, có khi mất 20 năm cũng không ra. Nhưng nếu một người gốc Việt, thì tự nhiên những vấn đề ấy được giải quyết dễ hơn nhiều, rút ngắn thời gian đến 10 lần. Cái tinh tế của trí tuệ, của kiến thức, không nằm ở lý thuyết này, lý thuyết kia, mà phần lớn là ở văn hóa. Chú bắt đầu nghiên cứu các vấn đề chính trị thông qua văn hóa. Quyển sách đầu tiên của chú viết là mối liên hệ giữa con người và văn hóa. Dần dần, khi người Việt khôn ngoan ra, có học lên, sẽ nhận thức được rằng để hiểu về bản thân mình, hiểu về người Việt là rất khó nếu như không xây dựng cho nó một cái chuẩn. Ngay từ đầu người ta phải có chuẩn con người rồi mới phân biệt được người Trung Quốc khác người Việt, người Malaysia như thế nào. Học ở Đại học Stanford như cháu không phải dễ. Có những người vào được nhưng không học được. Học nghề thì dễ, nhưng để học được tư duy văn hóa của những hệ thống ấy không hề dễ. Các trường đại học lớn như vậy chính là nơi tạo lập tiêu chuẩn của toàn bộ hệ thống văn minh chính trị hiện đại. Việt Nam mới bắt đầu bước những bước đầu tiên như thế. Diệp Lâm: Cái đó có gì liên quan tới chủ nghĩa Mác không? Nguyễn Trần Bạt: Người phương Tây nhiều khi chê Mác hơi bừa bãi. Mác là nhà triết học xây dựng được hệ thống tư tưởng toàn diện và chắc chắn đến mức những ai trở thành đệ tử của nó đều không ra khỏi nó được. Những người có giáo dục thật sự không nên phê phán chủ nghĩa Mác một cách azure. Xét về mặt logic cấu tạo hệ thống thì chưa có nhà triết học nào có hệ thống tư tưởng cân đối toàn diện như Mác. Chưa có nhà triết học nào tạo ra được một phong trào xã hội, một cuộc vận động xã hội và biến nó thành trào lưu chính trị khống chế một bộ phận lớn của thế giới ở thế kỷ 20 như Mác. Không nên coi thường triết học Mác, mà hãy nhìn nhận Mác bình đẳng như tất cả các nhà triết học khác. Triết học Mác là triết học lãnh đạo cái đuôi nghèo khổ của nhân loại để đối kháng với cái đầu lộng hành của chủ nghĩa tư bản. Trong mọi xã hội đều tồn tại tầng lớp dưới thấp kém, nghèo đói, luôn có nguy cơ trở thành giai cấp vô sản. Cho nên chủ nghĩa Mác vẫn có giá trị. Nó chính là công cụ triết học của tầng lớp dưới. Có những người không thích chủ nghĩa Mác vì nó không thuộc về tầng lớp trên.
không bảo vệ quyền lợi của tầng lớp trên, người ta ghét nó như là công cụ triết học của tầng lớp dưới, để tạo ra sự lãnh đạo hợp lý của tầng lớp trên. Thế nhưng, các nhà triết học khác cũng chưa đủ thông thái để tạo ra sự lãnh đạo hợp lý của tầng lớp trên. Trong khủng hoảng kinh tế năm 2008, tác phẩm tư bản của Marx bất ngờ bán chạy, trở thành một hiện tượng ở châu Âu. Một ví dụ khác là cuộc khủng hoảng nhập cư ở châu Âu. Sở dĩ Thủ tướng Merkel ủng hộ vấn đề nhập cư vì bà ấy từng là một người cộng sản, nên hiểu rất rõ vấn đề của giai cấp vô sản. Tại sao thanh niên từ các nước phương Tây tiên tiến lại bị lực lượng IS hấp dẫn, lôi kéo? Bởi vì họ là bộ phận đuôi của các xã hội phương Tây. Họ muốn đi tìm kẻ lãnh đạo mình. Merkel rất lo về điều ấy. Bà ấy không phải là một nhà lý luận để có thể giải thích một cách có lý các tư tưởng của mình. Nhưng linh cảm của nhà chính trị làm cho bà ấy nói trước, diễn đạt trước về nó. Cháu sẽ thấy nước Mỹ đang đi theo hướng những tư tưởng dân chủ cơ bản bắt đầu mất tín nhiệm. Hillary Clinton đang sai trong các vận động chính trị của mình vì bà ấy không nhận ra thế giới đã thay đổi. Năm 2008 chính là mốc để đánh dấu sự sụp đổ của chủ nghĩa tư bản về mặt lý thuyết phát triển. Khi Liên Xô sụp đổ, chủ nghĩa cộng sản khủng hoảng và sụp đổ thì nhiều người vui mừng cho rằng thế là phương Tây thắng cộng sản. Nhưng chú lại thấy tiếp theo có thể sẽ là sự sụp đổ của chủ nghĩa tư bản. Khi nhận định như vậy, chú không hề thiên vị những người cộng sản. Hillary Clinton đang vận động tranh cử dựa trên các kinh nghiệm cơ bản của chủ nghĩa tư bản mà không hiểu rằng nó đang thoái trào. Cho nên bất kỳ người nghiệp dư nào như Donald Trump đều có thể thắng được Hillary Clinton và dứt khoát sẽ thắng. Các nhà chính trị chuyên nghiệp đã thua trước một nhân vật chính trị amateur là Donald Trump. Trước Trump có Obama. Ông ấy trở thành Tổng thống Hoa Kỳ không phải bằng sự vượt trội về hiểu biết chính trị, mà bằng sự mới lạ về chính trị. Cái mới của Obama là mới về nhịp điệu, còn cái mới của Donald Trump là sự hỗn loạn của học vấn. Các trí thức hàng đầu của mỗi quốc gia cần nắm được diễn biến liên tục của các trào lưu chính trị. Khi nhịp điệu chính trị thay đổi, thì tức là nội dung của nó cũng bắt đầu thay đổi. Diệp Lâm, vậy bây giờ nội dung của nó là gì? Nguyễn Trần Bạt, nội dung của nó là hỗn loạn. Trong giai đoạn vừa rồi, nhân loại cố gắng tìm sự tăng trưởng theo các lý thuyết kinh tế tân tự do. Hai người đầu tiên ứng dụng các lý thuyết kinh tế tân tự do chính là M. Thatcher và R. Reagan. Những người sau này như Bill Clinton chỉ là người hưởng thụ khi những lý thuyết ấy đã được biến thành thói quen chính trị, chứ không phải là người sáng tạo. Chính xác thì Thatcher là người đi trước, sau đó mới đến Reagan. Vì Reagan cũng không phải là một người có học cao. Bây giờ thế giới sẽ tiếp tục bằng gì thì chưa biết. Cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ là nơi diễn ra cuộc tranh cãi chính trị quan trọng nhất thế giới. Cuộc tranh cãi ấy chưa hết nên chưa ra được kết luận. Thế giới về cơ bản luôn tồn tại sự tranh cãi giữa cái đầu và cái đuôi, tức là giữa bộ phận phát triển của xã hội với bộ phận người nghèo. Cái đầu bao giờ cũng khôn, nhưng nếu khôn quá, phát triển lấn át quá, sẽ dẫn đến hiện tượng sọ dừa, thiên lệch mất cân đối về chính trị. Tầng lớp trí thức ở đâu mà thông thái quá mức, thì nhân dân ở đấy khốn khổ. Chính vì sự mất cân đối đó mà người Mỹ ủng hộ Donald Trump. Ủng hộ Trump là ủng hộ sự làm liều để tìm lối thoát, sau khi họ đã cố tìm bằng con đường lo nghĩ mà không ra được. Diệp Lâm, chú dự đoán thế nào về khả năng thắng cử của Hillary Clinton? Nguyễn Trần Bạt, chú không biết bà Clinton có dám thua trước không? Thực tế là kiểu chính trị gia như Hillary Clinton không còn hấp dẫn nữa. Tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ là thực nghiệm quan trọng nhất về chính trị trên thế giới. Người Mỹ chọn Obama bằng cảm giác văn hóa để tìm lối thoát cho nền chính trị Mỹ. Nhưng sau cuộc bầu cử ấy, giới trí thức Mỹ vẫn không thấy lối thoát. Đến cuộc bầu cử này, chắc là họ mới vỡ lẽ. Chú có một buổi trò chuyện với Thomas Friedman khi ông ấy đến Việt Nam
Chú thấy các học giả Mỹ ngây thơ, giống như con nhà giàu nói về kinh nghiệm sống. Cháu cứ lặng lặng theo dõi. Nước Mỹ sẽ có những diễn biến rất rắc rối, rất thú vị cho nghiên cứu vào những năm tới, đặc biệt là 2 tháng nữa. Diệp Lâm là một người thuộc về giới thượng lưu ở Việt Nam. Chú nghĩ gì về những vấn đề đó? Nguyễn Trần Bạt, chú không tự xếp mình vào giới thượng lưu. Có lẽ tiền bạc và suy nghĩ của chú đã xếp chú vào giới thượng lưu một cách tự nhiên, ngoài mong muốn. Chú có nói với giáo sư Ngô Bảo Châu là nên sử dụng công cụ toán học để tìm điểm cân bằng của sự phát triển của đời sống. Bao nhiêu phần trăm cho giới thượng lưu và bao nhiêu phần trăm cho tầng lớp nghèo khổ thì đủ. Sự san sẻ để tạo ra sự cân bằng chính trị trong các cộng đồng dân cư như thế nào là hợp lý? Bài toán ấy khó, không thể suy luận chung chung mà phải định lượng. Khoa học về lượng là khoa học khó nhất trong sự nghiệp phát triển các khái niệm triết học, bởi nó đưa triết học tiệm cận đến đời sống thực tế. Diệp Lâm: sao trước đây chú không vào đảng? Nguyễn Trần Bạt: vì gia đình chú không phải là gia đình vô sản. Chú biết rằng vào đảng sẽ không phát triển được, bởi người ta sẽ không tin mình. Chú không muốn làm một việc mà mình biết chắc sẽ không đi đến đâu. Chú đã làm việc cho chính phủ từ năm 1963 đến năm 1993. Ở lại thêm thì nhiều lắm là lên thứ trưởng, nhưng con chú không đi học nước ngoài được. Nếu làm nhà nước muốn con đi học nước ngoài thì có thể chú phải ăn cắp. Trong trường hợp ấy, có lẽ chú đủ thông minh để lấy được nhiều mà không ai bắt được. Nhưng sự thật về sự ăn cắp ấy thì không chối được. Chú nhớ một câu chuyện. Có người bạn đến hối lộ một quan chức cấp tể tướng. Ông kia từ chối không lấy. Người bạn hỏi: sao anh lại từ chối không lấy? Có ai biết đâu? Ông quan lớn nói: có chứ, anh biết, tôi biết và trời biết. Chú thuộc câu chuyện ấy từ lúc còn thanh niên và chưa bao giờ lấy trộm của ai cái gì cả. Gia đình chú tuy là địa chủ tư sản, nhưng có nhiều người tham gia phong trào cộng sản. Bố chú là một người cộng sản trong sáng. Ông tham gia vào đời sống cách mạng như một khát vọng muốn thay đổi chất lượng xã hội, chứ không vụ lợi. Đến khi mất, ông vẫn là một người bình thường, không thành đạt gì, mặc dù bỏ ra rất nhiều tiền của trong quá trình tham gia trò chơi chính trị ấy. Đến thế hệ chú là gia đình hết tiền nên chú phải kiếm tiền, không có thì giờ để chơi những trò chơi như vậy. Khi Liên Xô sụp đổ, chú nghĩ Việt Nam thế nào cũng phải mở cửa đón đầu tư nước ngoài để cứu xã hội này. Chú biết chắc chắn những người cộng sản không thạo trong việc giao tiếp kinh tế, còn những nhà tư bản phương Tây thì không hiểu gì về chủ nghĩa cộng sản Việt Nam, nên lập ra một công ty cung cấp dịch vụ cầu nối giữa họ. Đến bây giờ, câu hỏi lớn nhất mà người Mỹ đặt ra vẫn là tại sao họ lại thua những người cộng sản. Một nhà ngoại giao cấp đại sứ Hoa Kỳ trong một bữa tiệc chiêu đãi có hỏi chú: theo ông, tại sao người Mỹ chúng tôi tiêu rất nhiều tiền của mà không thắng ở Đông Dương? Chú trả lời: vì các ông không biết cách hợp tác với những người cộng sản. Sự coi thường những người như Hồ Chí Minh là một sai lầm lớn của người Mỹ khi động đến vấn đề Đông Dương. Những người thông minh, xuất chúng, không cần học cũng biết chính trị. Đối với họ, việc học chỉ để nói cho đẹp, cho hay. Hồ Chí Minh là người như thế. Cháu có quyền tự hào là dân tộc chúng ta có Hồ Chí Minh. Ông là người tham gia vào nhiều mưu đồ chính trị quan trọng của thế kỷ 20 để giải phóng các dân tộc. Tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp là một ví dụ. Diệp Lâm: khi dạy con thì chú dạy gì liên quan Việt Nam? Nguyễn Trần Bạt: dạy sự tự trọng như một người Việt. Không phải tất cả người Việt đều yêu nước và đều có lòng tự trọng. Nếu không có đủ một lượng người Việt tối thiểu nào đó giữ được lòng yêu nước và tự trọng thì dân tộc tan rã. Có những dân tộc không có cách gì để tồn tại như một nhà nước được. Người Zigan là một ví dụ. Họ lang thang khắp thế giới, tuy vẫn có cộng đồng nhưng không trở thành một dân tộc được. Thành lập quốc gia Do Thái là khát vọng hàng nghìn năm của người Do Thái trong khi họ lang thang trên thế giới. Do đó, khi có cơ hội là người ta xuống về lập nước. Khi thủ tướng Do Thái chết, Tổng thống Ai Cập đến viếng và nói: xin kính cẩn nghiêng mình trước một kẻ thù vĩ đại như bà.
một dân tộc không có một số lượng người đủ tự trọng để tạo ra sự tự tin, tạo ra khái niệm yêu nước, thì dân tộc ấy không tồn tại được. Người Do Thái tìm mọi cách gửi tiền về để phục hưng dân tộc của họ. Mặc dù sự lang thang giúp họ kiếm được rất nhiều thứ, nhưng không ai không nhớ về quê hương, không ai không thèm muốn về quê hương. Người Việt chúng ta cũng vậy. Diệp Lâm, làm thế nào chú định hướng được cho con mình là phải có lòng tự trọng từ nhỏ. Nguyễn Trần Bạt, chú hướng dẫn con mình biết yêu cái đúng, biết đọc những quyển sách đúng, biết tuân thờ những lễ phải đúng. Cái đúng nào cũng dẫn đến lòng yêu nước. Sức mạnh mềm là sức mạnh của cái đúng, không phải của tiền bạc, không phải của các phát kiến khoa học. Nhân dân không hiểu lắm các giá trị khoa học, họ chỉ đủ năng lực để hiểu được những lẽ phải thông thường mà con người sống với nhau cần phải có. Tại sao giới trí thức không có địa vị gì trong việc hình thành nhân dân? Bởi vì giới trí thức quan tâm đến những lý thuyết cao sang mà nhân dân thì không cần đến. Nhiều người thích sách của chú vì họ tìm thấy những lẽ phải rất thông thường, rất nhẹ nhàng mà cho con người có thể thấm dần. Các cháu phải nhớ rằng, con người suốt cả cuộc đời luôn đi tìm bản thân mình và tìm các bằng chứng về sự tồn tại có lý của mình, không trừ một ai. Diệp Lâm, chú còn tìm không? Nguyễn Trần Bạt, chú vẫn tiếp tục tìm. Chú luôn luôn khuyến khích các đồng nghiệp phải đi tìm bản thân mình, đi tìm cho đến chết. Diệp Lâm, trong bầu cử Tổng thống Mỹ, chú có nghĩ Bernie Sanders là cái đúng không? Nguyễn Trần Bạt, chú chưa hiểu về nhân vật này. Điều chú quan tâm không phải là ai trúng cử Tổng thống Mỹ, mà là trạng thái chính trị của cuộc bầu cử Tổng thống kỳ này. Chú nghiên cứu xem những giá trị nào được người Mỹ hưởng ứng và lựa chọn. Chú nghĩ nước Mỹ nên tìm cách quay trở lại trạng thái quý phái của chính trị. Người Mỹ đang làm tha hóa hệ thống chính trị của mình, bắt đầu từ Bill Clinton. Chú đã gặp ông ấy ở Việt Nam và hiểu rằng ông ấy là người gặp may và khá tự mãn về sự may mắn ấy. Nhưng ông ấy không có các phẩm hạnh của giới quý tộc, không có chất lượng thượng lưu. Diệp Lâm, như thế nào mới là chất lượng thượng lưu? Nguyễn Trần Bạt, ví dụ, gia đình Kennedy có truyền thống, có các chuẩn mực và rất tài hoa. Nhiều thế hệ trong gia đình ấy được xã hội kính nể. Gia đình Clinton không có điều ấy. Diệp Lâm, chuẩn mực của ông ấy là tiền. Nguyễn Trần Bạt, chuẩn mực là văn hóa. Quan niệm chuẩn mực là tiền dẫn nền chính trị của Mỹ đến chỗ suy thái. Không còn là chuẩn mực của thế giới nữa, làm cho nhân loại không còn tôn trọng nước Mỹ nữa. Nhân loại tôn trọng nước Mỹ thông qua người đại diện chính trị, thông qua các trí thức, học giả quan trọng của nó. Nhưng người dân bình thường không hiểu được các giá trị hàn lâm. Họ chỉ đủ năng lực để hiểu các giá trị đạo đức và văn hóa. Nếu Donald Trump trúng cử, thì người ta khẳng định nước Mỹ đang trên đường đi tìm một cái gì đó. Đấy có thể là một sự lựa chọn nhầm lẫn, nhưng nó cho thấy nước Mỹ vẫn đang đi tìm cái gì đó, chứ nó không ngủ gật cùng với Hillary Clinton. Chú nghĩ Hillary Clinton mà trúng cử thì nước Mỹ sẽ ngủ một thời gian 10 năm. Diệp Lâm, nếu nhìn về Việt Nam với con mắt của một doanh nhân, chú thấy vấn đề quan trọng nhất của Việt Nam hiện giờ là gì? Nguyễn Trần Bạt, vấn đề quan trọng nhất của Việt Nam là phải cấu tạo được một nền kinh tế thực sự. Hiện nay Việt Nam không có cấu trúc rành mạch của một nền kinh tế. Các cơ sở kinh tế hay các bộ phận khác nhau của nền kinh tế Việt Nam là những bộ phận mù chữ, không đủ năng lực để đọc những tín hiệu điều khiển vĩ mô. Cho nên nền kinh tế Việt Nam bây giờ không phải là một nền kinh tế có thể chỉ huy được. Đồng thời, nó cũng không có cấu trúc thật sự và lành mạnh để có thể đánh giá được. Khi nói kinh tế Việt Nam khủng hoảng, thì người ta chỉ nói khủng hoảng GDP hay khủng hoảng chứng khoán. Nhưng khủng hoảng công nghiệp là không nói được. Mà công nghiệp là phần cứng của mọi nền kinh tế. Diệp Lâm, ý chú nói là không thể nói được nguyên nhân. Nguyễn Trần Bạt, không nói được nền kinh tế có những cấu tạo cụ thể nào, cho nên không nghiên cứu được các nguyên nhân cụ thể nào khiến nó có vấn đề. Diệp Lâm, giáo sư Trường Cháu có nói với chúng cháu là hiện giờ nền kinh tế Trung Quốc
cần được cấu tạo lại để chuyển từ nền kinh tế sản xuất thành nền kinh tế tiêu dùng. Chú có nghĩ cái đó đúng không? Nguyễn Trần Bạt. Cách đây 10 năm, Chủ tịch Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc hỏi chú tại Seoul rằng tại sao chúng tôi lại khủng hoảng? Câu trả lời của chú là nền kinh tế của Hàn Quốc đã bước một chân sang nền kinh tế hậu công nghiệp mà các ngài chưa biết điều ấy, vẫn thích những dự án lớn, nhà máy lớn, không hề làm những việc chuẩn bị cho nó bước sang nền kinh tế hậu công nghiệp. Nền kinh tế Trung Quốc đã phát triển đến cực cao. Nền kinh tế Trung Quốc đã phát triển đến cực cao nhất của trạng thái công nghiệp và gây ra một sự hỗn loạn. Đầu tiên là sự hỗn loạn môi trường. Thứ hai là sự hỗn loạn điều kiện sống. Thứ ba là sự hỗn loạn trong cấu trúc trình độ của người lao động. Nền kinh tế tiêu dùng lấy sự tăng trưởng nhu cầu làm động lực phát triển, còn nền kinh tế Trung Quốc là lấy năng lực phát triển. Còn nền kinh tế Trung Quốc là lấy năng lực sản xuất làm động lực phát triển. Nó cần nguyên liệu và biến nguyên liệu thành chế phẩm. Nó cần nguyên liệu và biến nguyên liệu thành phế phẩm. Sản xuất vội vã, sản xuất bằng công nghệ kém là biến nguyên liệu thành chế phẩm. Sản xuất vội vã, sản xuất bằng công nghệ kém là biến nguyên liệu thành phế phẩm. Đấy là nhược điểm của các nền kinh tế công nghiệp thái quá trên quy mô toàn dân. Kinh tế tiêu dùng là nền kinh tế đòi hỏi chất lượng và sự phát triển chất lượng hàng hóa, làm cho chất lượng của nền công nghiệp tăng lên. Kinh tế tiêu dùng là nền kinh tế mà chất lượng trở thành yếu tố khống chế, chứ không phải số lượng. Diệp Lâm. Theo như cách nhìn này, thì chú nghĩ sao về hiệp định TPP? Nguyễn Trần Bạt. Chú nghĩ chưa chắc đã có. Diệp Lâm. Chú ủng hộ nó hay không? Nguyễn Trần Bạt. Chú không có lý do gì để ủng hộ nó, bởi người Việt Nam gia nhập các hiệp định quốc tế bằng sự liều lĩnh, chứ không phải bằng bản lĩnh. Diệp Lâm. Theo chú, cần năng lực gì để gia nhập TPP? Nguyễn Trần Bạt. Cần những năng lực để thỏa mãn yêu cầu của vùng thị trường đặc biệt như vậy. Tất cả các không gian kinh tế là không gian có điều kiện, có sự lãnh đạo của nước lớn. Người Mỹ tập hợp những người khác kém mình vào một không gian kinh tế để hướng dẫn theo những lợi ích của họ. Có lẽ nhiều người dân Mỹ cũng không thích TPP vì họ không tìm thấy lợi ích ở nó. Bây giờ người Mỹ đang rất sợ công ăn việc làm bị các ông chủ Mỹ đưa ra nước ngoài. Người Mỹ đã di chuyển công nghiệp sang Trung Quốc, biến Trung Quốc thành công xưởng của nước Mỹ, dẫn đến thực trạng người công nhân Mỹ thất nghiệp. Người châu Âu cũng như thế. Người châu Âu và người Mỹ khá lười học tập. Trong khi bỏ những việc thấp thì họ lại không chuẩn bị trình độ cho những việc cao. Cho nên họ đành chấp nhận chính sách nhập cư để bổ sung lực lượng. Tại sao Donald Trump lại ghét người Mexico? Ghét chính sách nhập cư vô nguyên tắc. Vì những người nhập cư theo các chính sách vô nguyên tắc ấy là nguồn cơn giành mất những công việc mà người Mỹ có khả năng chuẩn bị. Trở lại chuyện của Việt Nam, phải cấu trúc một nền kinh tế cho rõ ràng. Phải dạy dỗ nền kinh tế để nó hiểu được các tín hiệu vĩ mô. Chính phủ Việt Nam cần biết được cấu trúc dân cư của mình kém, không thích hợp với nền kinh tế hiện đại. Phải xây dựng cho nó nền kinh tế vừa với sức lực của nó. Diệp Lâm, như thế nào là nền kinh tế vừa sức lực? Nguyễn Trần Bạt, bố trí một cách hợp lý tỷ lệ cấu trúc lao động. Khi làm được việc ấy thì mới hiểu là cần phải thay đổi chế độ giáo dục như thế nào để người lao động đạt được trình độ có thể thỏa mãn đòi hỏi của thị trường. Diệp Lâm, cháu nghĩ chú là một người thành đạt ở Việt Nam. Một người đi đến mức độ thành đạt như chú có thể làm gì trong tầm nhìn mà chú vừa nói? Nguyễn Trần Bạt, chú viết sách để phục vụ cuộc sống, phổ biến những lẽ phải thông thường để con người có thể sống được. Cũng không thể vội được. 200 năm nữa người Việt mới bắt đầu bình đẳng với khu vực này. Chính phủ chúng ta có thể xây dựng cầu đường 20 đến 30 năm nữa. Nhưng để sử dụng nó hiệu quả thì phải 200 năm nữa. Diệp Lâm, chú nói khu vực này là chú có ý so sánh với Campuchia. Nguyễn Trần Bạt, Việt Nam không hơn Campuchia. Chú đã từng là giám đốc một quỹ đầu tư ở lưu vực sông Mekong.
từ Vân Nam xuống đến đồng bằng sông Cửu Long 7 năm. Từ Vân Nam xuống đến đồng bằng sông Cửu Long trong 7 năm. Chú hiểu rằng người Việt nhiều ảo tưởng, còn người Campuchia thì rất thực tế. Họ thay đổi theo nhu cầu thực tế, chứ không theo nhu cầu sĩ diện. Diệp Lâm, nếu nhìn dưới góc độ một người cha, chú thấy vấn đề của Việt Nam là gì? Nguyễn Trần Bạt, chú thấy sự tan rã về tinh thần và đạo đức. Đấy là một nguy cơ khủng khiếp đối với mọi gia đình. Tất cả mọi người đều muốn cho con đi lưu vong, muốn đi tìm tương lai ở chỗ khác. Việc ấy có đem lại hạnh phúc hay lợi ích gì cho người Việt không? Chú không biết, nhưng nó làm gia đình Việt Nam tan rã. Hơn nữa người Việt không đủ năng lực để lao động khổ sai. Từ 40 tuổi trở xuống, có thể người Việt còn cạnh tranh được. Nhưng từ 40 tuổi trở lên, thì người Việt không đủ khả năng cạnh tranh với người phương Tây vì sức khỏe kém hơn nhiều. Đôi khi người ta hay khoe cháu nó ở California, cháu nó ở San Francisco, cháu nó ở New York. Tức là khoe hơn nhau vì sự lưu vong của gia đình mình. Nỗi lo của chú là các gia đình Việt Nam sẽ cấu trúc như thế nào? Về mặt văn hóa là bắt đầu tan rã bằng sự thành công một cách tưởng bở mà không ý thức được hậu quả văn hóa của quá trình ấy. Người Việt sẽ có những cái giống với thứ mà người Do Thái bây giờ đang lo. Bộ phận lưu vong của người Do Thái bây giờ rất thành đạt, nhưng nó vẫn là những kẻ phiêu dạt. Đôi khi các cháu còn trẻ nên có thể chưa tin lắm về sự đánh giá của thế hệ như chú đối với thế hệ các cháu. Các cháu cứ trải nghiệm cuộc sống rồi sẽ thấy. Chú chia miền tinh thần con người ra làm 3 tầng. Tầng thứ nhất là tầng thực dụng, cơm áo gạo tiền. Tầng thứ hai là tầng tư tưởng, tức là tầng kiến thức. Tầng thứ ba là tầng lý tưởng, nơi có khát vọng, nơi có các đòi hỏi mỹ học. Các cháu phải có kiến thức, nhưng không phải chỉ có kiến thức kiểu Mỹ. Người Mỹ nghĩ ra trò bestseller, nhưng thứ đó bây giờ hết đắt rồi. Không còn có lợi gì cho trí tuệ của người Mỹ nữa. Họ chào hàng sách, làm cho người ta ham đọc sách, nhưng họ không đọc mấy. Nền văn hóa Mỹ đã sa sút đến mức chào hàng sách, nhưng không đọc sách ấy. Thomas Friedman có đến đây đối thoại với chú và bảo: "Tôi rất ngạc nhiên khi một người không biết tiếng Anh như ông mà lại thông thái đến thế." Vì xã giao nên chú không nói gì. Nhưng lúc đó chú nghĩ: "Tôi biết một người không biết tí tiếng Anh nào cả, nhưng rất thông thái. Đó là Socrates." Sự nông nổi của trí thức Hoa Kỳ về mặt xã hội học là một vấn đề lớn. Người ta sùng bái những người như Noam Chomsky, nghĩ rằng cái gì họ cũng biết và thế là nhất. Không phải cái gì cũng biết là ưu thế, mà là biết những thứ gì cần cho việc nâng cao năng lực dự báo về cuộc sống. Cuộc sống diễn biến hàng ngày và chúng ta buộc phải dự báo hàng ngày về tương lai của nó. Nhưng vì nước Mỹ được thiết kế một cách thông thái, cho nên người dân Mỹ sung sướng quá mà không thấy được điều ấy. Nước Mỹ được thiết kế trên một hệ tư tưởng cực kỳ chính xác, cực kỳ có giáo dục, là sản phẩm của những tiền nhân sáng tạo ra hiến pháp Hoa Kỳ. Nhưng năng lực dự báo của những tiền nhân như vậy bây giờ đã đến giới hạn. Cho nên bây giờ, cháu gặp các nhà ngoại giao Hoa Kỳ sẽ thấy họ không huênh hoang nữa. Họ bắt đầu nhận ra sự tới hạn. Diệp Lâm, bây giờ hội nhập nên thế giới kết nối tốt, có rất nhiều nguồn thông tin. Giờ lãnh đạo Mỹ phải phân tích một khối lượng thông tin lớn hơn thời họ mới bắt đầu làm hiến pháp rất nhiều. Cho nên, muốn ra một quyết định cũng cực kỳ khó khăn. Nguyễn Trần Bạt, chính vì thế người ta không thể chỉ dựa vào phân tích để tạo ra một chính sách được nữa, mà phải kết hợp với phán đoán. Trí tuệ của thời đại này khác với tiêu chuẩn trí tuệ của những giai đoạn trước. Về mặt logic học, có hai phương pháp cơ bản là quy nạp và diễn dịch. Bây giờ sử dụng các phương pháp này không còn đủ nữa rồi. Vì nếu quy nạp thì đầu vào nhiều thứ quá, làm sao quy nạp hết vào một khái niệm được. Còn nếu diễn dịch thì ra cũng nhiều thứ quá, nhiều đòi hỏi, nhiều mô hình quá, không thể diễn dịch hết được. Diệp Lâm, trường cháu thường dùng mô hình kết nối. Nguyễn Trần Bạt, kết nối là một hoạt động rất hay nhưng vô trách nhiệm. Kết nối tức là tôi mang các anh ra phố và mặc kệ các anh. Mỗi người các anh tự rút ra kết luận.
nhân loại về cơ bản là không được hướng dẫn thông qua phương thức kết nối. Càng kết nối nhiều, càng phải trả nhiều tiền cho dịch vụ truyền thông. Kinh doanh dịch vụ truyền thông làm nảy sinh các tỷ phú kiểu Mark Zuckerberg. Tất cả những kẻ ấy kiếm tiền trên nhu cầu kết nối. Nhưng anh lạc đường kệ anh. Nhân loại hoàn toàn không được hướng dẫn triết học trong các kết nối. Nó chỉ được hướng dẫn giao thông. Các dịch vụ kết nối hoàn toàn là dịch vụ có tính chất giao thông, không có giá trị triết học. Nền kinh tế thị trường đơn giản đã hướng dẫn con người phát triển bằng cách xé lẻ con người ra, không còn là một chỉnh thể nữa. Con người khi không còn là một chỉnh thể nữa, thì làm sao nó đưa ra quyết định được? Nó không có năng lực quyết định vì nó không có tư tưởng, chỉ có hoạt động PR thay thế. Diệp Lâm: Nhưng cháu không nghĩ là nó bị xé ra. Cháu nghĩ nó đi lên tới những cấp độ cao như của chú. Nguyễn Trần Bạt: Nó khai thác các bộ phận của cơ thể theo hướng khác nhau, nhưng không có hướng. Đi đến tầng của chú có thể, nhưng bằng công cụ tư tưởng nào để có thể lên được? Không dễ, cùng lắm cũng chỉ là chân này dài hơn chân kia thôi. Đấy chính là cách dìm các dân tộc chậm phát triển, như chúng ta, trở thành kẻ mua hàng thường xuyên của các nền kinh tế phát triển. Người Trung Quốc đang dễ dụa về chuyện này. Bao nhiêu phần trăm con người có thể leo lên tầng cao được và bao nhiêu kẻ lên được tầng cao rồi thì chịu ở Trung Quốc. Mấy tháng vừa rồi, Trung Quốc bắt được hàng nghìn con cáo cao chạy xa bay sang Mỹ và nhiều nước khác. Cho nên chú nói lại với cháu rằng, các cháu học ở Mỹ, nhưng để tìm các chỉ dẫn tư tưởng thì phải kết hợp giữa phương Tây với Trung Hoa. Sở dĩ chú rất tự tin và không sợ bất kỳ ông Tây nào cả, bởi vì chú biết rằng họ không phải là kẻ dẫn được nhân loại đến đâu đó. Họ chỉ hưởng thụ sự thông minh hoặc ngốc nghếch của nhân loại thôi. Các phương pháp phương Tây thuần túy hết nghĩa vụ rồi, và phương pháp Trung Hoa thì chưa tạo ra được tương lai gì. Nhưng lối thoát của thế giới là kết hợp hai hệ thống tư tưởng ấy. Diệp Lâm: Nếu không kết hợp thì sao? Nguyễn Trần Bạt: Nếu không kết hợp thì rất dễ có xung đột về văn hóa. Khi ấy Samuel Huntington đúng. Diệp Lâm: Cháu đang tìm hiểu những nghiên cứu của chú. Nhưng để tìm ra sự nghiên cứu riêng của cháu thì cháu thấy mình chưa đủ lực. Nguyễn Trần Bạt: Nghe cháu hỏi là chú biết cháu có loại năng khiếu gì. Người bị kích động bởi danh vọng thì rất khiêu khích. Hỏi như vậy, sự khoe kiến thức ở cháu không có cái đó. Chất lượng hàn lâm của con người, tức là chất lượng tò mò của người ấy đối với thế giới. Tò mò vấn đề gì? Tò mò đến mức nào? Tò mò để làm gì? Những cái đó chứng minh chất lượng của anh. Các cháu không sở hữu một phát minh gì lớn. Chỉ cung cấp những dịch vụ mà xã hội đã có rồi, thì rất khó để tạo dựng một công ty như chú. Nếu tài giỏi như Zuckerberg, thì khác. Những người ấy, họ đi bán các sáng tạo lớn, thì dễ thành công hơn. Nhưng liệu Chúa có cho mình khả năng ấy không? Sự nghiệp gì thì trước hết cũng phải kiếm được tiền. Thế giới có khái niệm thất nghiệp, ai cũng có thể rơi vào trạng thái ấy, kể cả các ông chủ. Sự thất nghiệp của các ông chủ là phá sản. Làm thế nào để không phá sản đòi hỏi năng lực trí tuệ không nhỏ. Chú cũng phải làm những việc kiếm tiền thì mới có kinh nghiệm để viết. Ở Trung Quốc, ông Tập Cận Bình hàng ngày phải giải quyết hàng nghìn bài toán chính trị thì mới có kinh nghiệm trị quốc. Chú cũng phải giải quyết hàng nghìn bài toán trong đời sống. Khi đã đủ trở thành một khối kinh nghiệm khổng lồ thì chú viết. Cháu phải có cái gì đó. Đấy là cả một bài toán. Và ở tuổi 21 cháu có thừa sức làm việc đó. Bây giờ sau khi học đại học ra, để tạo nên một sự nghiệp có giá trị hàn lâm thì phải học lên nữa. Để vươn lên tầng cao thì cháu phải có sức vươn và cả lòng dũng cảm nữa. Người yếu đuối không vươn lên được. Diệp Lâm: Cháu không có hứng thú với việc ở cao, cháu chỉ muốn có năng lực để giúp đỡ người ở dưới. Nguyễn Trần Bạt: Không ai giúp đỡ người ở dưới bằng cách ở dưới cả. Giữ lòng tốt, sự thông hiểu và yêu mến người ở dưới. Nhưng sống thì ở trên cao. Cái cao mới cứu được cái thấp. Không thể cứu người ở dưới bằng cách chui xuống dưới mà đẩy họ lên được. Cháu học trường lớn là một may mắn. Thậm chí học dốt ở trường lớn cũng vẫn là một may mắn. Trong quá trình học dốt
thì sinh viên các trường lớn cũng nhận được kinh nghiệm, niềm tự hào của một trường lớn. Có học giỏi ở trường bé thì cũng vẫn bé tí. 5 năm ở Stanford là một môi trường khổng lồ để rèn luyện nhân cách và phong cách. Nên nhớ rằng việc đó khó hơn nạp kiến thức. Cháu phải nắm lấy cơ hội học ở Stanford để có các trải nghiệm văn hóa hàn lâm ở mức cao. Như thế dần dần cháu sẽ thấy cuộc sống nhẹ nhàng. Khi chúng ta đứng trên tiền bạc, đứng trên những lợi ích lặt vặt, chúng ta sống khác, không ghen ghét đố kỵ. Khi xin việc, người ta phỏng vấn cháu không chỉ để tìm đáp số của một bài toán kỹ thuật mà cả chất lượng văn hóa của cháu. Tức là ở Việt Nam, trường học phổ thông không dạy được con người về phong cách. Chú gửi con chú đi học ở trường nội trú của anh. Ở đấy người ta không chỉ dạy học mà dạy cả đi đứng, cưỡi ngựa, đánh gôn. Chất lượng ấy là chất lượng tạo ra giá cả của mình ở ngoài thị trường. Phải tranh thủ môi trường Stanford, có hệ thống bạn bè Stanford thực sự. Bởi vì cái đấy chính là lực lượng. Nếu không có những hệ thống bạn học để tổ chức ra lực lượng quan hệ xã hội của mình, thì cháu vẫn không có sức mạnh. Cháu phải xây dựng từ bây giờ. Có một cuốn tiểu thuyết cháu nên đọc, đó là cuốn Piot Đệ Nhất. Trong đó có kể rằng, thuở nhỏ Piot có rất nhiều bạn, họ chơi với nhau rất thân và rất nghịch ngợm. Khi làm vua, Piot tập hợp những người bạn này và họ đã giúp ông ấy tạo ra tất cả sự sáng tạo của một ông vua vĩ đại. Đầu tiên là tạo ra thành phố St. Petersburg, tạo ra hạm đội Nga vĩ đại đã đánh tan hạm đội Thụy Điển. Cho nên, không chỉ giữ mối quan hệ mà phải giữ cả sự thân mật đến mức hình thành được một ekip sáng tạo. Diệp Lâm, chú có hay nghĩ về biến đổi khí hậu không? Thế hệ của chú nghĩ gì về biến đổi khí hậu? Nguyễn Trần Bạt, thế hệ của chú là thế hệ tập nghĩ về biến đổi khí hậu. Các thảm họa biến đổi khí hậu chưa có cái nào lớn bằng thảm họa chiến tranh mà người Việt đã trải nghiệm. Cho nên người Việt vẫn chưa để ý lắm đến các thảm họa biến đổi khí hậu. Người Việt đang tập nghĩ, tập chuyển đổi từ hệ thống các kinh nghiệm về thảm họa chiến tranh sang hệ thống các kinh nghiệm về thảm họa biến đổi khí hậu. Người Việt không có kinh nghiệm để diễn đạt thảm họa trở thành vấn đề xã hội, do đó không biến nó thành áp lực chính trị được. Trong sự không có kinh nghiệm ấy, có cả thiếu kiến thức. Thứ nhất là kiến thức khoa học để giải thích các hiện tượng. Thứ hai là kiến thức về pháp luật để giải thích hậu quả pháp luật. Còn các nhà làm luật thì chưa đủ kinh nghiệm pháp luật để xây dựng một đạo luật, trong đó phân chia thảm họa thành các yếu tố liên quan đến quyền lợi của các nhóm lợi ích khác nhau, giải thích các hiện tượng về thảm họa môi trường mà không rành rẽ về pháp luật thì không xử lý trên thực tế được. Diệp Lâm, cháu có đọc văn bản của nhà nước Việt Nam ở Hội nghị biến đổi khí hậu Paris năm ngoái, chỉ có hơn 30 trang. Nguyễn Trần Bạt, đấy là do không có kinh nghiệm. Những người lăn lộn, sống khổ, chui từ trong đống rơm và ao bùn ra, cả đời họ thiếu oxy thì làm sao mô tả được hiện tượng biến đổi khí hậu. Trên khắp thế giới này, vấn đề biến đổi khí hậu là vấn đề chính trị. Nó là cơ sở chính trị để thành lập các đảng xanh. Các đảng xanh hiện đang có mặt trong quốc hội của nhiều nước. Ở Việt Nam, vấn đề biến đổi khí hậu chưa trở thành vấn đề chính trị mà mới chỉ trở thành vấn đề đạo đức chính trị, và đôi khi nó cũng bị lợi dụng. Diệp Lâm, khi biến đổi khí hậu làm hỏng đồng bằng sông Cửu Long, chú có nghĩ người dân nổi dậy không? Nguyễn Trần Bạt, rất nhiều người phương Tây nói với các cháu rằng như thế này thì nhân dân sẽ nổi dậy. Nhưng thực tế là người dân không nhìn thấy chính phủ làm gì xấu, còn bất lực thì nhiều chính phủ cũng bất lực trong lĩnh vực này. Diệp Lâm, khi người dân không có lương thực ăn, không có nơi trồng rau, không có nơi bắt cá, bị bệnh ung thư, không có bệnh viện thì người ta sẽ nổi dậy. Nguyễn Trần Bạt, nếu đến tuần sau mà vẫn còn sống được thì người ta chưa nổi dậy. Đấy là kinh nghiệm của người Việt, kể cả Bắc lẫn Nam trong suốt nửa thế kỷ chiến tranh. Đừng ảo tưởng nhân dân sẽ nổi dậy. Tuy nhiên, các chính phủ cũng phải coi đây là một vấn đề cần phải giải quyết. Làm thế nào để lôi thế giới quay trở lại sự tỉnh táo của 20 năm trước? Phát triển chừng mực và để dành không gian sạch sẽ cho tương lai.
còn nếu đốt cháy mọi thứ để phát triển, để hơn nhau, thì chính chúng ta cũng sẽ bị đốt cháy. Bản chất của sự hợp lý về phát triển là tính chừng mực của phát triển. Đấy là một tư tưởng. Càng ít học thì người ta càng muốn phát triển nhanh. Tưởng đằng sau sự phát triển là hạnh phúc mà không hiểu đằng sau sự phát triển có cả sự tàn phá. Mọi quá trình phát triển đều tàn phá hai thứ: sự cân bằng thiên nhiên và sự cân bằng con người. Phá sự cân bằng con người là phá từ bên trong. Phá sự cân bằng thiên nhiên là phá môi trường sống bên ngoài. Cho nên, phát triển phi chừng mực là phát triển gắn liền với sự phá hoại. Không ai dám nói chuyện đấy, mặc dù các chính phủ không ngăn cấm. Chính các tập đoàn công ty là lực lượng hạn chế việc phổ biến những kinh nghiệm như vậy với xã hội. Diệp Lâm, trước khi đến đây, cháu vẫn băn khoăn có nên nói về biến đổi khí hậu với chú không? Nguyễn Trần Bạt, khi đã nghiên cứu triết học thì người ta buộc phải có một hệ thống quan điểm quán xuyến được các vấn đề cơ bản của thế giới. Nếu không toàn diện như vậy thì không tìm được sự cân bằng. Nếu không tìm được sự cân bằng thì không tìm ra tiêu chuẩn để phát triển. Phát triển về bản chất là cân bằng, nhưng là cân bằng động, tức là đến một giai đoạn nào đó, sự cân bằng cũ sẽ bị phá vỡ để đi đến một trạng thái cân bằng mới, một mức độ phát triển mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe và hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ mang lại những điều hữu ích cho quý vị và các bạn. Còn rất nhiều điều thú vị nữa đang chờ đón các bạn trên kênh Cùng Bạn Đọc Sách trên YouTube. Để kịp thời cập nhật, mời các bạn cùng đăng ký theo dõi kênh Cùng Bạn Đọc Sách. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.